Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở giai đoạn này, nhà vườn Tây Nguyên sẽ cần phải lưu ý những điều gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 19 tháng 2 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ.